Tiếp nối chương trình, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thông mà tâm thức việc TTV xin mạng phép đặt tựa đề Cái lễ giữa miền Nam và miền Bắc Đang lúc toàn đảng toàn dân phấn khởi thực hiện đường lối văn hóa mới do Tổng bí thư cầm giấy đọc trình bày tại Hội nghị văn hóa toàn quốc thì xảy ra chuyện như dội gáo nước lạnh, ông Trần Ngọc Thêm, giáo sư tiến sĩ, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương công khai lập ngôn, bảo rằng đã đến lúc cần bỏ ngay khẩu hiệu tiền học lễ hậu học văn, khiến xã hội nhao nhát cãi nhau như mổ bò. Lễ hay văn là một chuyện, điều quan trọng ở chỗ nó đụng đến văn hóa. Nếu như một đứa thường dân loại trẻ trâu du côn du kề hay kẻ lê la đầu đường xó chợ hay người đầu tắt mặt tối chỉ chúi đầu vào việc kiếm miếng ăn á, mà đòi bỏ lễ bỏ cái dòng chữ khẩu hiệu trứ danh kia đó thì dễ thông cảm. Đằng này lại từ môn của một ông có học, ông hội đồng lý luận nên thiên hạ không thể coi là lời nói gió bay trong cuộc tranh cãi sư nói sư phải vãi nói vãi hay ông thêm có phân trần rằng mọi người chưa hiểu hết ý tôi chưa nghe hết điều tôi nói đã lao vào ném đá tôi vâng có thể xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng thưa giáo sư, cũng chính ông đã nhấn mạnh chữ lễ đã kìm hãm sự phát triển sáng tạo của con người, của người đi học. Nó xuất phát từ nho giáo, bảo vệ chế độ phong kiến, mà chế độ này chỉ cần người dân biết lễ nghĩa, biết trên biết dưới là đủ, chứ không cần một xã hội phát triển, dân chủ và sáng tạo. Ông trả lời phỏng vấn của báo VTC News ngày 27 tháng 11. Ông nhầm to ông à. Trình độ giáo sư mà chỉ hiểu đến thế thì bị ném đá là phải rồi. Thưa giáo sư Bớt, ông chỉ hiểu lễ trong phạm vi cạn, hẹp nên đã nông cạn coi nó là nguyên nhân tạo ra thứ con người chỉ biết phục tùng, cung kính, cúi đầu, ngoan ngoãn, chấp nhận trật tự trên dưới cao thấp định sẵn. Lễ theo cái cách hiểu của ông á, chả khác gì sợi dây vô hình trói buộc thiết chặt con người vào tín điều cổ hủ cái lễ ấy đặt xịt lề lối phong kiến không phù hợp nữa cần phải tháo cởi dứt bỏ phá đi ý ông là như vậy phải không nào cái cách hiểu của ông bớt không có gì là mới đó là cách hiểu chung phổ biến của người cộng sản họ nhân dân cách mạng gánh vác nhiệm vụ vĩ đại đổi thay khi họ cướp được quyền lãnh đạo thì họ đã nhắm mắt nhắm mũi phá bỏ triệt tiêu biết bao nhiêu thứ tốt đẹp giá trị mà họ quy là phong kiến thực dân cổ hữu lạc hậu đổi bại. Họ đã tàn phá một nền văn hóa tinh hoa tới tận gốc rễ để xây dựng một nền văn hóa xã hội chủ nghĩa như chúng ta đang chứng kiến đây này. Khi nho giáo xâm nhập vào nước ta, đó nội dung ban đầu của lễ có thể như ông Thêm Bớt nói. Sở dĩ mà gọi là ông Bớt, tại vì ông tên Thêm đó thưa quý vị, nhưng ông và các đồng chí của ông cần hiểu rằng bộ lọc của dân tộc đã gạn đục khơi trong, giữ những phần tốt đẹp, bồi bổ tạo dựng nên những giá trị mới từ cái món hàng nhập này. Lễ cũng như nhiều thứ khác đều qua cái cuộc thanh lọc ấy. Nói theo cách của mấy ông bây giờ là áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam đã đổi mới về chất. Trải qua hàng trăm năm, cả ngàn năm, lễ không bị gói gọn vào lễ nữa, mà đã thành đạo đức này, văn hóa này, giá trị không thể thiếu để làm người, phần không thể thiếu của xã hội tốt đẹp. đó là chân giá trị, sâu rễ, bền gốc, nền tảng. không có nó, nhiều thứ sẽ sụp đổ kể cả chế độ. vậy mà đòi bỏ chỉ có khùng điên mới làm như vậy, đề xuất như vậy thôi không ít người bên giáo sư thêm đã về hùa với ông ta nói rằng bỏ lễ là đúng họ cũng như ông thêm đánh đồng lễ với nho giáo với phong kiến với sự kềm hãm bằng tôn ti trật tự để trói buộc con người họ không cần biết người việt cả ngàn đời nay đã biến lễ vốn từ cái sự tuân phục cung kính giáo điều chấp nhận sự ngoan ngoãn tẻ nhạt thành đạo đức văn hóa lối sống thái độ sống hành vi sống tốt đẹp có thể nói không ngoa rằng người Việt hiện nay đó còn được người nước ngoài khác yêu mến, nể trọng thì phần rất quan trọng là nhờ cái thứ lễ, đạo đức, văn hóa ấy ấy. Chứ không phải là do giỏi đánh nhau đâu quý vị à. Lại kể cái chuyện hồi tôi qua Thái Lan, mọi người trong đoàn khách Việt sau cuộc chiêm quang đã có những nhận xét khác biệt về đất Thái. Nhưng đều nhất trí với nhau rằng người Thái Lan rất đáng yêu, dễ mến. Họ luôn đối xử với nhau và với khách nước ngoài bằng sự nhẹ nhàng, mềm mỏng, ân cần, dịu dàng, gần như chẳng thấy câu có mặt nặng mày nhẹ, lớn tiếng hay cục xúc hay chửi bới bao giờ. Không có bốn quát cháo chửi, không hề thấy vinh mặt lườm quý du khách. Thái Lan không bị ảnh hưởng nho giáo nặng đậm như Việt Nam, nhưng họ có thứ lễ riêng trong mọi mối quan hệ xã hội rất đáng tự hào đấy ạ. Đó chính là cái thứ tạo nên bản sắc đẹp đẽ cao quý của người Thái, chứ không phải như ai đó là vinh váo về cái chuyện giỏi đánh nhau, tự hào đánh thắng ba đế quốc to này to nọ. Điều đấy rất dễ thấy ở xứ ta, những tộc họ, gia đình chú trọng đến lễ, nề nếp, lễ giáo để giáo dục con cái luôn được cộng đồng này, xã hội này kính trọng này, rồi bản thân tộc họ, gia đình ấy cũng rất thành đạt và hạnh phúc những gia đình vô lễ đó ha, có thể vẫn có con cháu giỏi giang thành đạt giàu có, nhưng nhận được sự kính trọng của xã hội thì dứt khoát không có xảy ra đâu mà. Ở đâu cũng vậy chứ không phải riêng cái xứ này. Lễ là thứ mang đặc trưng người nhất trong ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Chắc nhiều người đã đọc và ưa thích cái cuốn truyện nổi tiếng của nhà văn ý Edmondo de Amicis. Cụ Hoàng Thiếu Sơn dịch là những tấm lòng cao cả. Cụ Hà Mai Anh chuyển ngữ thành tâm hồn cao thượng. Để dạy con có tư cách lớn lên thành người tử tế, trộm nghĩ tủ sách trong mỗi gia đình chỉ cần cái cuốn này thôi cũng đủ rồi. Sách kể về những tấm lòng, tâm hồn, tình cảm, thái độ, cách đối nhân xử thế của con người, dù là ai chăng nữa, vị bá tước hay thầy hiệu trưởng, thầy cô giáo, các phụ huynh, người bán thang, những đứa trẻ nghèo, đều toát lên cái vẻ đẹp của cái mà chúng ta gọi là lễ đấy. Nước ý từ cổ xưa tới bây giờ không bị nho giáo thâm nhập nha, không chịu ảnh hưởng của tư tưởng học thuyết phong kiến phương đông nha, nhưng rõ ràng lễ đã thấm sâu vào con người, tạo nên thứ đạo đức, giá trị con người tuyệt vời. Năm 77, tôi vào miền Nam nhận việc, bắt đầu cuộc mưu sinh của mình. Điều may mắn là được ném vào đời trong một hoàn cảnh môi trường đối tượng tiếp xúc hoàn toàn mới, khác rất nhiều so với cuộc sống xã hội mà chính mình đã trải qua chứng kiến. Không mất nhiều thời giờ, đám bên thắng cuộc chúng tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng. Tôi phải dùng cái chữ kinh hoàng bởi khi ấy chúng tôi vẫn ngấm ngầm coi mình thuộc phe thắng cuộc mà. Người trong này á, tức là người ở trong miền Nam đó, họ lễ hơn nhiều so với người ngoài mình, dù ở gia đình, nhà trường, nơi làm việc, cộng đồng, xã hội. Không thể bảo có được vậy nhờ do giáo, nha, không thể nha. Bởi nho trong Nam nhạt hơn nhiều, trong khi nho xứ Bắc thì cực đậm, ngẫm Cái thứ giá trị tốt đẹp của con người mà chúng tôi giác ngộ được á, Rõ ràng là do chế độ, do nền giáo dục nhân bản Rất tiếc nền giáo dục ấy đã bị xóa gần sạch và thay thế bằng cái thứ mà chúng ta đang chứng kiến hôm nay này, cuộc bắc hóa mà người cộng sản áp đặt ở miền Nam về tư tưởng, lối sống, cách giáo hóa con người đã làm biến mất rất nhiều giá trị tốt đẹp của miền Nam và đó là sự thật, quả là đáng tiếc phải không thưa quý vị? anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của tâm thức việt ttv xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau